Có một loa kéo như thế này mà lỡ bị hư mic thì sao hả anh chị? Đó, không lẽ đi mượn mic của nhà hàng xóm, nghe nó cũng kỳ đúng không? Đây, đó, vừa cấp điện vừa chơi luôn. Lỡ con cái làm hư mic thì sao? Loa lớn nha, loa khủng nè. Thì làm gì anh chị? Đây, thì làm như vậy nè. Dứt cho em một bộ mic không dây đa năng cho em. Đó, không bao nhiêu cả nhưng mà nhiều khi nó còn hay hơn cái bộ mic mà đi kèm loa của anh chị luôn á. Đó, hát lần lần rồi. Con này là G02 nè, tần số UHF đầy đủ nha, xài là xài pin sạc luôn, thấy đã chưa, thấy khác biệt chưa. Cái mic của loa hồi xưa là xài pin 2A chứ đưa vào con này là xài pin sạc, hát hết pin thì anh chị cứ đây dây sạc rồi cắm vô rồi lụm, vậy là xong rồi đó. Sạc cũng đâu đó là chưa tới là một tiếng và nó có tần số UHF nè, em khởi động lên cho mình coi. À, ôi gặp cái pin này nó đang hết anh chị ơi, hết thì mình sạc thôi, thì để em lấy cái cây bên này. Đó, cây bên này chắc đang lắp pin rồi. À, đây đó, rồi xong đó, hết pin hết luôn, nói không hết pin thì mình cứ sạc thôi. Đó thì đây, thì đây cái đầu thu đang có pin nè, rồi để em xíu là em sẽ lấy cái pin khác em bỏ vào. Đó, test trước cho mình nghe coi. Đó, rất là thực tế luôn. Rồi lấy lại đi. Đây nè, đó, đây là một viên pin khác. Đó, nếu như mà bác nào cần những con viên pin như thế này thì bên em có luôn, để lại liên hệ cho em luôn. Đó, bỏ pin vào thì nó sẽ sáng như thế này nha. Rồi, bước tiếp theo thì anh chị coi thử là cái dưới loa kéo của nhà mình đó, là nó có cái jack số ly nè, anh chị cắm vào thôi. Rồi, nếu như mà công suất cao quá thì mình hãy điều chỉnh volume mic nhỏ lại rồi mình cắm vào. Rồi, alo, 6. Đây, đó, 1, 2. Chưa bật loa anh chị ơi, đây bật lên nè, đấy. Thấy không? Phải bật loa lên nha mới nghe được nha. Không bật loa sao mà nghe được. Lên, 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, lên, 6 1 2 1 2 1 2 3 4. Ngày có chắc nhớ nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy, có chắc tiếng khóc sẽ giúp lấy anh. Wow 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 wow. Lê. Đó, bạn tới đâu đi tới đó ha. Đó, tần số UHF này, con này kết nối xa hơn 20m, không? Đó, cái đầu thu này nè, kết nối xa hơn 20m nha mấy anh chị. Đó, và bộ mic này á, giá chưa tới 700 cành là mình đã sở hữu được bộ mic như thế này rồi, thay thế luôn. Và con này nó có thể là kết nối bằng mixer, văn cơ hoặc là âm ly luôn cũng được nữa, không riêng biệt gì con loa kéo này đâu, thấy không? Đó, rất là đa năng. Đó, mua một lần, mua một bộ mà anh chị cắm được tất cả các thiết bị luôn và thay thế luôn là được bộ mic đang hư của con loa kéo này, thì ngại gì mà anh chị không lấy cái con này à. Đó, G02 nha mấy anh chị, đừng có đi mượn của hàng xóm nữa, hơi ngại lắm á. Rồi, cảm ơn anh chị nha.